quan niệm phong thủy về nhà hình chữ L. Theo phong thủy, hình dáng nhà có liên quan đến tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng của mỗi gia đình, và theo quan niệm trời tròn đất vuông của người phương Đông thì người ta chuộng cách xây nhà hình vuông, hình chữ nhật hơn vì nó đầy đủ các phương các góc và không khuyết thiếu góc nào, thể hiện sự sung túc, đầy đủ, an khang. Còn những ngôi nhà có góc khuyết thì không được cân bằng và hài hòa mọi bề. Bởi vậy, theo quan niệm trên, xây nhà hình chữ L có được liệt vào danh sách những hình dáng nhà không tốt về phong thủy. Chúng ta có thể thấy bản đồ hình bát quái trong phong thủy bát trạch chia ngôi nhà thành 8 phương vị khác nhau. Mỗi cung nào trên đó bị khuyết sẽ ảnh hưởng đến một mặt của đời sống gia chủ, ví dụ như khuyết góc tiền tài hay sức khỏe, hay con cái thì đều rất không tốt. Cũng có thể nói nó biểu tượng cho sự khuyết thiếu và mất cân bằng trong đời sống. Nhà chữ L còn được các thầy phong thủy cho rằng nó trông giống con dao phay với vị trí đại hung nằm ở phần lưỡi dao. Các phòng ốc được bố trí ở phần lưỡi dao sẽ ảnh hưởng xấu đến các thành viên trong gia đình. Ví dụ phòng vợ chồng nằm ở vị trí này sẽ không được hòa thuận, êm ấm và dễ xảy ra xung đột. Giải thích theo khoa học phong thủy, nhà biệt thự chữ L thường có chiều ngang hẹp và gấp khúc hoặc khuyết góc, thường có những chỗ đoạn phía sau phần gấp khúc bị thiếu sinh khí và ẩm thấp. Những căn nhà nào có cửa ngõ và mặt tiền hướng bắc thì còn tệ hơn nữa, chúng gặp phải hai vấn đề về phong thủy nhà ở quan trọng sau. Một là không có đủ ánh nắng mặt trời chiếu rọi hàng ngày, khiến hung khí và uế khí ngưng tụ lâu ngày, làm cho căn nhà u ám và dần dần thiếu sinh khí. Hai là các dòng chảy năng lượng bị cản trở, mất cân bằng trong phân bố nên ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Cách khắc chế phong thủy nhà chữ L. Hiện nay có nhiều gia đình sở hữu lô đất khá hẹp so với nhu cầu, hơn nữa lại có hình méo hoặc hình chữ L, thì chắc chắn phải xây nhà hình chữ L. Vậy thì có những cách nào để khắc chế tính xấu của nhà chữ L? 1. Để hóa giải phong thủy cho nhà hình chữ L không khó, chỉ cần xác định xem nhà khuyết góc ở phương nào, từ đó dễ dàng trong việc điều chỉnh. Có một nguyên tắc chung là khi khuyết góc nào thì đặt một gương soi phẳng tường áp sát góc khuyết, sao cho ảnh của không gian trước gương được dẫn ra sau gương để bù đắp góc khuyết. 2. Ngoài ra, còn một cách khác là trồng một cây xanh hay đặt chậu cây, hoa kích thước tương đối lớn vào vị trí góc vuông còn lại bị khuyết thiếu để lấy lại sự cân bằng, vuông vắn cho căn nhà. 3. Cách thiết kế công năng. Khi thiết kế nhà chữ L, đặc biệt là những căn nhà có chiều dài tương đối lớn, phải tập trung vào giải pháp cho không gian nội thất trước tiên. Dù là không gian nào, phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp hay nhà vệ sinh cũng đều phải có cửa sổ, ô thoáng hoặc cửa thông gió ở các hướng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Hệ thống các cửa phải thiết kế bổ trợ cho nhau để gió và ánh sáng tự nhiên có thể phân bố khắp các không gian nhà. Nếu nhà hướng Bắc thì nhất định phải có ít nhất một hoặc vài cửa sổ hướng Nam. Trong trường hợp không bố trí được đủ cửa sổ hoặc ô thoáng cho các phòng thì phải thiết kế hệ thống lưu thông gió bằng giếng trời hoặc khe thoáng từ trên cao hút xuống. Quyết định chọn lựa kiểu nhà hình nào, dù là nhà hình chữ L, hình vuông hay hình chữ nhật, phải dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng và tư vấn chuyên nghiệp. AI Group, đơn vị thiết kế thi công nhà ở, biệt thự cao cấp, sẵn sàng tư vấn miễn phí tới các gia chủ có nhu cầu xây nhà, đảm bảo hợp công năng, chuẩn phong thủy. Hãy gọi điện liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0929361166 để nhận được tư vấn sớm nhất.